Paris Saint-Germain đang khiến cả châu Âu phải nể sợ với chuỗi trận ấn tượng trong thời gian vừa qua. Đội bóng thủ đô nước Pháp đã trải qua 23 trận bất bại, trong đó có 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Bộ ba siêu sao Messi, Neymar và Mbappe càng chơi càng cho thấy sự ăn ý và điều này giúp PSG khởi đầu mùa giải vô cùng thuận lợi. Tại Champions League giữa tuần qua, đoàn quân của huấn luyện viên Galtier tiếp tục có trận thắng 3-1 trên sân Maccabi Haifa, qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu bảng H. Còn tại Ligue 1, PSG với 3 chiến thắng liên tiếp cũng đang vững vàng ở ngôi đầu khi có 19 điểm sau 7 lượt trận. Rõ ràng với phong độ hiện tại, Messi và các đồng đội hoàn toàn có thể tự tin hướng đến chuyến làm khách đến sân của Lyon. Lyon khởi đầu mùa giải với 5 trận bất bại nhưng đã chơi không tốt ở các vòng đấu gần đây. Sau thất bại trên sân của Lorient, Lyon tiếp tục để thua Monaco ở vòng đấu thứ 7 vừa qua. Những yếu điểm của đội bóng này ngày càng lộ rõ hơn và trước một PSG đang hừng hực khí thế, một trận thua nữa hoàn toàn có thể xảy ra dù họ được trở về thi đấu trên sân nhà. Đội chủ nhà Lyon sẽ có 2 cầu thủ vắng mặt do chấn thương và đáng chú ý là trường hợp của Jerome Boateng. Hàng công của huấn luyện viên Peter Bosz đang được chỉ huy bởi kinh nghiệm của Lacazette, cầu thủ đã nhiều năm thi đấu dưới màu áo Arsenal. PSG cũng sẽ mất 2 trụ cột ở hàng phòng ngự là Navas và Kimpembe. Tuy nhiên đây không phải là vấn đề quá lớn khi họ đang sở hữu một đội hình toàn ngôi sao, đặc biệt là hàng tấn công với Messi, Mbappe và Neymar đang chơi vô cùng thăng hoa. Lyon không quá lép vế PSG ở tỷ lệ đối đầu khi mới chỉ để thua 2 trên 5 trận gần nhất. Tuy nhiên phong độ gần đây của sư tử sông Rhône không tốt khi đã để thua 2 trận liên tiếp. PSG thì đang có chuỗi toàn thắng sau 5 lần ra sân gần nhất. Ở trận này PSG sẽ chấp Lyon 1 hòa. Rõ ràng mọi thống kê đều đang chống lại Lyon, đội bóng mới chỉ thắng PSG ở một trong 5 lần đối đầu gần nhất. Lúc này PSG cũng đã đập tan mọi nghi ngờ về bất ổn trong phòng thay đồ, khi bộ ba Messi, Neymar và Mbappe càng chơi càng tỏ ra ăn ý. Một thất bại nữa có lẽ sẽ đến với Lyon dù họ được thi đấu trên sân nhà. Ở trận này tỷ lệ tài xỉu là 3-1/2. Những trận đấu của PSG trong thời gian gần đây đa phần đều kết thúc với tổng tỷ số từ 3 bàn trở lên. Hàng thủ của Lyon lúc này cũng đang rất bất ổn và đã nhận về 2 thất bại liên tiếp. Có lẽ đây sẽ tiếp tục là một trận đấu hủy diệt nữa đến từ đội khách PSG. Dự đoán của Thể thao Văn hóa, Paris Saint-Germain vượt qua Lyon với tỷ số 3-1. We'll be right back.